Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số đồ thanh lý, thì anh em vui lòng nghe kỹ giúp mình. Tại vì đồ thanh lý thì nó sẽ có những món đồ là còn tốt và nó bị trục trặc một vài cái và mình không có thời gian mình làm. Thì anh em vui lòng nghe kỹ để tránh cái trường hợp mà anh em mua lầm nha. Ha, tại vì mình nói rất là rõ ràng nên là anh em vui lòng nghe kỹ để cho anh em hiểu rõ được từng cái món hàng nó có cái vấn đề gì nha. Rồi, thì đây là số điện thoại của mình 0385 620 885 ha. Anh em gọi không được thì anh em nhắn tin. Và mình thì không có ship COD và mình cũng không có bao ship. Và đây là địa chỉ của mình là số 55 Song Hành Quốc lộ 22, phường Tân Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì hiện tại thì mình đang thanh lý để cho nó chọn rộng cái phòng. Thì anh em nào đặt mua hàng thì tranh thủ tới lấy giúp mình nha. Rồi, đầu tiên mã số 1 ở đây thì mình có cái cục chuyển điện này, thì mình còn 1-2 bộ thì mình bán luôn 100.000 một bộ ha, thanh lý cho nó rộng chứ để mất công nó nhiều đồ quá, nó linh tinh. Thì cái này nó đó là một cái đuôi để anh em gắn vào cái này anh em có thể gắn vào cái tẩu xe hơi, còn cái này thì anh em kẹp ra cái bình ắc quy nha. Thì cái này công suất của nó là 30W, điện vào là 12V, ra 100V, công suất tối đa là 30W. Ở đây nó có cái lỗ USB để anh em sạc điện thoại nè. Và đây là những cái nguồn điện để anh em sạc điện thoại hoặc là anh em sử dụng cho bóng đèn dưới 30W nha. Hàng này là hàng Trung Quốc xuất qua thị trường Nhật, Made in China. Đây, ở đây thì nó bị gập cái này và nó mất cái chữ Made in China. Đây là một bộ của nó. Đó, là bao gồm một cái đuôi ra cái bình ắc quy và một cái này cắm vào tẩu xe hơi. Đây, cắm vào tàu xe hơi, giá là 100.000 hai cái. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là hai cái bóng đèn giá 100.000. Cái này thì mình còn 1-2 cặp thì mình cũng bán luôn. Cái hàng này là chưa sử dụng. Thì cái tình trạng của cái này là nó bị dơ. Đèn này của hiệu Bon, cái này nó sẽ bị dơ nha. Anh em sẽ treo quay và nó bị dơ cái công tắc. Cái này nó sử dụng là 3 pin AA. Đó, anh em nào của Trung Quốc xuất cho thị trường Nhật luôn. Đây, Mobile LED light nha. Đó, thì cái này là chưa qua sử dụng nhưng mà nó bị để lâu quá, nó ra cái chất dơ nên nó làm dơ cái công tắc, và bật anh em bật tắt nó sẽ hơi khó, và về anh em chịu khó lau cái lớp này đi. Đó, lấy dầu DO hoặc là dầu lửa hoặc là xăng đó, anh em lau cái lớp nhựa này đi. Đó, ở đây anh em đụng vào nó sẽ bị ra cái nhựa, nó dính tay rất là ghê. Đó, còn lại là chưa qua sử dụng nha. Đó, giá là cũng là 100.000 hai cái luôn. Hàng này là chưa qua sử dụng. Rồi, thì những cái nào rồi mình xong rồi mình sẽ thảy xuống. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ở đây mình có hai cái mũi khoan 10 ly, giá là 200.000 cho hai cái. Mũi khoan này khoan 10 ly nha anh em, rất là dài. Để mình lấy thước mình đo. Cái này chiều dài của mũi 10 ly này là 30 cm. Ha, 30 cm. Đó, đây, mũi này là mũi của hãng Kobe. Đây, của hãng Kobe nha anh em. Hàng chưa qua sử dụng, hai cây là giống nhau, mới tinh 100%. 200.000 hai cây. Cái này thì dành cho anh em nào mà làm bên cơ khí á, anh em sẽ cần cái mũi khoan này. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 giá 200.000. Ở đây thì mình sẽ có cái mã số 4 giá 200. Là nó bao gồm là cái một cái vị mũi khoan nè. Mũi khoan này, mũi khoan mồi của hãng Taem ha, mũi khoan mồi của hãng Taem 456. Đuôi này là đuôi lục giác. Đuôi lục giác cho máy bắn vít á, 6 ly 3. Đó, cái này chưa khui. Đây là một cái cây đuôi chuột hít số 27. Số 27, một cái đầu đuôi chuột, một đầu 27. Và đây là cái đuôi chuột số 32 của hãng Hit. Đó, thì hai ba cái món này mình bán với giá là 200.000. Anh em nào có nhu cầu thì mua. Đây, rẻ hơn hàng Trung Quốc luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây là một cái bốn cái búa cao su, búa phá kiến lần trước mình có bán rồi. Thì bốn cái này là giá 150.000. 150.000 bốn cái. Đây, thì ở đây nó có cái đèn pin, có pin để anh em gắn vào.
À, pin này pin AR44, AG44 thì cái pin này anh em mua ở đâu cũng có, ngoài tiệm nhà sách anh em mua một vị cho nó rẻ, tại vì một vị thì nó khoảng tầm 2-3 ngàn một viên, còn em mua ngoài chỗ đồng hồ thì nó hơi mắc, người ta bán tới 10 ngàn một viên rồi đó. Cái này rất là sáng nha, 150 bốn cái nha, hàng thanh lý 150 bốn cái. Rồi tiếp theo mã số 6, để mình quay qua đây. Mã số 6 thì mình sẽ có là hai cái cục nguồn và một cái chuyển điện. Hai cái cục nguồn này thì đây. Cục nguồn này là máy Inchina nè, hàng này là hàng xuất đi Mỹ nha, điện 100 hoặc 240V, điện ra là 12V 5 chấm. Cái cục nguồn này xài cho môi trường nước nha anh em. Này xài cho môi trường là ngoài trời hoặc là dưới hồ nước. Đó. Đây là một cục nè. Cục thứ hai là cục này của Mỹ. Đây. Cục này của Mỹ. Cục này điện ra là 24V, điện vào là 100 đến 200V. Điện ra là 24V 10A. Cái này là của Trung Quốc, xuất qua thị trường Mỹ nha anh em. Minwheel, nguồn Mỹ hay Anh gì đó, mình không nhớ. Đây là các tiêu chuẩn của nó. Hàng này nó sẽ khác xa với cái hàng mà bán ở thị trường Việt Nam nha. Xài thời gian là hay bị chết lắm. Đó đây. Cầm rất là nặng tay. Hai cái này thì còn sống nè. Rồi cái món thứ ba là một cái cục nguồn 12V ra 100V inverter, dòng này là 500W. Cái này thì mình mua bãi về nó chưa có cầu chì. Thật sự là mình chưa có test luôn. Cầu chì này rất là lớn, 30A. À, mình chưa có test. Nhưng mà theo mình đoán thì khả năng sống rất là cao. Mình chưa có thời gian đi mua cầu chì. Đó, còn chưa test luôn nha anh em. Bao anh em là chưa test luôn, chưa mở, chưa gì hết á. Mình không có thời gian. Bán nhanh để cái thời gian làm việc khác thì ba cái món này giá là 400 nha. Rồi, mình sẽ thả xuống dưới. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 cái quạt này là sống nè. Nhưng mà mình không có cục K3 ở đây. Đó, quạt này là điện 200V. Anh em nào mà ra cái tiệm mà mấy tiệm bán quạt á, kêu nó gắn cho cái cục K3 ở đây. Ha, cái quạt này nó rất là nặng, nặng đâu đó khoảng 5 kg. Bằng sắt. Cánh bằng sắt, xài bạc đạn. Đường kính cánh là 30 đường kính cánh là 35 cm, rất là nặng, nặng đâu đó khoảng 5 kg. Con này là điện 200V, công suất là 95 hoặc 155W, có nghĩa rất là lớn, mang in da băng. Đó, cái quạt này anh em bắt để làm hút này kia thì rất là vô tư. Ok. Đó. Đây cục K3 ở nó đây. Anh em có thể ra tiệm quạt, người ta sẽ đấu cái cục K3 cho anh em nha. Giá là 450.000. Quạt này là sống bình thường. Nha, nặng 5 kg. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 đây là cái này mình cũng không có dây nguồn để mình thử luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử. Nhưng mà mình chắc chắn cho anh em là cái này sống. Giá là 400.000. Cái này là sạc bình điện 12-24V. Anh em ra tiệm điện mua cái chuôi cắm này. Anh em cắm vào để thử. Đây là cầu chì hai bên. Cái dây phi này rất là to nha anh em. Dây phi đó phi khoảng 8 ly á. Để mình đo coi, cái dây sạc nó rất là lớn. Dây này dây 8 ly ha, có nghĩa là công suất nó lớn lắm. Đây, để mình lấy cái bình nó quy mình thử. Thì cái này nó có chức năng kiểm tra bình yếu hay là mạnh luôn. Đây, để mình gạt về 12V. Đây. Bà mẹ nó. Đây. Bình này nó đang ở mức giữa nha anh em. Mình đo, mình cắm vào. Và anh em đây, 12V, nó hiện ở đâu là 12V ở đó. Ví dụ như anh em sạc thì nó sẽ chạy lên đây. Cái này nếu mà thường nó chết á, thì anh em kẹp vào bình nó sẽ không có báo. Cái này khả năng sống rất là cao nha. Cái này mình chưa test luôn, tại vì chưa có thời gian đi mua dây điện. Mình bán giá là 400. Đó, thanh lý. Sạc được điện 12-24, chức năng sạc nhanh sạc chậm của hãng Celta. Đó, cặp kẹp nó hơi xấu thôi, do xét còn ngoài bãi. Này mua lâu lắm rồi, dục trong kho. Giờ dọn kho cho nó sạch sẽ. Tại vì bên công ty mình sắp kiệm kho tổng rồi ha. Thì nên là mình cũng dặn luôn, anh em nào gửi đồ ở mình thì anh em tranh thủ tới lấy. Tại vì
nó rất là phiền. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi lên cái bàn này cho nó thoải mái, chân nó hơi đau. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì là cái cục này nó nặng khoảng 2,5 kg, nó bằng đồng. Thì cái này là cái vòi sen tắm nóng lạnh, cái cụ sen thôi. Thì cái này nè, mình nói cho anh em để anh em hiểu là lần trước anh em là có mua cái này của mình á, thì anh em có thể mua về cái này về sơ cua, tại vì ở đây nó thiếu cái nắp, cái nắp để mà anh em ra cái tia nước nó mịn nha. Còn đây là gắn vô cái vòi sen, nhưng mà thì mình không có dây sen đó. Cái này thì nó của hãng Bani của Italy, lần trước mình bán rất là nhiều, lần này thì nó còn sót lại cái cụ thôi, không có dây. Cái dây sen thì anh em bắt vào đây, còn đây là cái vòi sen của nó, vòi sen của hãng Bani luôn đó. Cái này trong này là nó bị dơ do cái độ ẩm nó vào, nó bị dơ thôi. Hai cái này mình bán với giá là 300.000. Cái cục này anh em bán đồng cũng được, ngoài tiền đó. Lần trước anh em nào có mua thì anh em sẽ biết ha, cái bộ vòi Bani nước nóng nước lạnh đây, màu đỏ nước bên nóng, màu xanh là bên lạnh, anh em có thể lấy để thay thế. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây là mình có một cái máy khoan Taro điện 100V, công suất là 285W. Đây thì ở đây là nó bị hư công tắc và bị bể vỏ. Anh em nào mà hay mua của mình mấy cái máy này nè, anh em có thể về lấy để dự trữ nè. Thứ nhất là than, thứ hai là cái bộ nhôm, thứ ba là cái đầu kẹp Bradley, dây nguồn zin. Hư công tắc này, công tắc này hư nha anh em, là lúc chạy được lúc không, và bây giờ thì nó không chạy được. Còn lại là motor, rotor, than, cổ, điều tốc này kia là sống 100% sống nha, không bị cháy, không bị gì. Hư công tắc, bể nắp vỏ, thanh lý giá 200. Đó, rất là nhanh gọn cho anh em. Đó, dây nguồn đứt mình nối lại để mình thử thôi. Còn lại bộ nhông là sống nhăn răng. Rồi tiếp theo mã số 11, giá 200. Đây là một bộ cái bộ của chọ cửa hồi trước mình hay bán á. Thì ở đây nó bị mất một cái gì đó. Đây nó bị mất cái này cũng không vào được luôn. Cái này anh em, cái này thì nó bị mất cái tay ấy rồi, nó chỉ còn cái bộ cái chốt cửa đẩy, cái này của Ryobi. Đây, cái này về anh em khoét nó to ra xíu nha, để anh em nhét vào đây và anh em sử dụng nó như một cái. Đây, cái này nó đang vào không vừa nè, một cái hình chữ nhật, cái hình vuông nó vào không vừa. Đó, ốc ác thì đầy đủ, nó thiếu một cái. Cái này thì nó thiếu một cái để bắt vô cửa. Đó, cái này mình bán giá 200, ốc ác là đầy đủ ha. Rồi, tiếp theo mã số 12. Mã số 12 ở đây là một cái máy khoan, máy mài mũi khoan, máy in Taiwan, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng đây. Điện 100-220V. Đó, con này là hàng xuất đi Mỹ luôn đó nha. Máy in Taiwan nè, mài mũi khoan. Ở đây thì nó sẽ có hai cái cục để anh em mài mũi khoan. Cục này là từ mũi số 3, 3.6 ly nè, 3,5 ly á, cho tới 10 ly. Còn cái cục này nó tới 16 ly anh em, từ 8 cho tới 16 ly ha, để mài mũi khoan. Trong này có cục đá, anh em thấy cục đá ở đây không? Đó, cục đá mài nè, đây cũng có. Cục này thì nó là cỡ nhỏ và đây là cỡ lớn. Thì cái này tình trạng của nó là gì? Đây, để mình cắm đi. Đâu rồi? Nè, anh em thấy nó chạy nè, rất là êm. Thì tình trạng của nó ở đây là nó đang bị thiếu cái cốt chuyện nha anh em. Anh em kiếm một cái cục nhựa, bản thân cục zin của nó là cục nhựa mà bị mất rồi. Anh em làm theo nó một cái hình này, đưa từ cắm vào từ dưới này, chuyển động lên trên cái hình lục giác này nha. Cái hình lục giác này nó quay thì nó mới mài được cái mũi khoan đây. Đó, anh em về có thể chế. Nói chung là anh em nào làm bên ngành cơ khí này kia thì anh em sẽ rất làm được hết á, tại vì mình không có thời gian. Nó hạn luôn, mình tính giữ cái máy này lại xài mà không có thời gian để chế nó, chứ không phải là chế không được. Mua cục nhựa gọt nó thành cái hình lục lăng, không cần thành cái hình đâu, miễn sao nó ăn vô đây là được. Và cái phần này là anh em nhét vào đây ha, cho nó cái này nó chuyển động lên đây nè, nhét vào thì nó sẽ quay. Bây giờ thì cái tình trạng nó không có, thì anh em quay cái máy motor nó chạy thì cái cục này nó không có quay. Đó, còn đúng của nó là khi nó quay á, là cái cục này nó phải quay vậy nè. Đó, thì nó mới mài được mũi trên này. Thì cái này mình bán giá là 550.000. Cái máy mài mũi khoan nó rất là ít gặp nha anh em. Và cái này mới, nó còn nguyên hộp luôn. Nó còn nguyên cái hộp.
mà mình mua lâu lắm rồi mình để. Chút nữa mình kiếm cái hộp sau, giá của nó là 550 ngàn. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 thì là một cái cây bơm mỡ bò. Cái cây này mình đăng lại 2-3 lần rồi đó, thì bây giờ mình bán luôn giá 200. Anh em nào thấy phù hợp thì anh em mua. Anh em phải có một cái xô mỡ bò nha anh em. Cái xô đường kính nó khoảng tầm 17cm á, 17. Anh em ấn cái này vào, siết ba con ốc vào và anh em ấn cái này xuống, thì ở đây anh em bóp thì mỡ bò nó sẽ tự bơm ra nha. Cái này nó gọi là dạng bán thủ công, bán tự động á. Đó, thì anh em vẫn phải dùng tay đậy để tạo cái áp lực. Anh em đậy 1-2 lần thôi thì áp lực nó sẽ tạo ra đủ cái đường ống này, anh em bơm 2-3 lần ha. Giá của nó là 200 ngàn, rẻ bèo luôn, rẻ còn hơn anh em mua ngoài bãi nữa nha. Rồi, tiếp theo một cái nữa đây, cái mình muốn bán hôm nay tiếp tục là một cái mặt bàn. Đây là một cái bàn làm việc của Nhật nha. Đây, cái bàn này rất là lớn. Cái bàn là mình đang để đồ nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái độ cứng của cái bàn nữa đi. Đây là một cái bàn làm việc. Đây mình sẽ leo lên. Nói chung cái bàn này rất là cứng. Chất liệu nó bằng nhựa hay gì đó. Thì mình mua và mình xài, nhưng mà bây giờ mình phải dọn để mình trả lại cái chỗ cho công ty. Mà nhà mình thì chưa có xây để rộng lại thì bây giờ mình bán thanh lý bớt đi. À, giá của cái bàn này là 5.200.000. Hồi trước mình mua là 6 triệu mấy á. Thì cái bàn này là một cái dạng bàn làm việc, nó sẽ phù hợp cho anh em nào mà thực sự yêu thích đồ Nhật. Đó, đây. Thì cái chiều ngang của nó là 70, tròn 70. Chiều dài là chiều dài là 1m4. Nè, là ngang là 70, là 1m4 nha anh em. 1m4. Và chiều cao tính từ chân đế lên đây là 70 luôn. Là 70. Thì cái phần tủ này nè, nó sẽ là khoảng tầm xa 56. Đây bên này cũng vậy, 56. Thì nó sẽ có 3 ngăn, mỗi bên là 3 ngăn và chính giữa là một cái ngăn kéo, nó phù hợp cho anh em làm làm việc văn phòng hoặc là ngồi làm việc trên cái bàn này. Bàn này rất là lớn. Nó nặng khoảng 5-60 kg nha anh em nha. Hơn. Nói chung hai người ginh cũng mệt. Đó, nó tầm đó, nó tầm khoảng, đúng rồi, nặng lắm, hai người không phải 60 kg đâu, hơn á. Đúng rồi, một cái bàn này nó nặng khoảng tầm 70 kg. Hơn, tại vì một bên mình rinh không nổi. Một bên rinh hơi đuối. Đúng rồi. Cái này thì nó sẽ không có sử dụng ván ép nha. Đây, ngăn kéo nè. Một ngăn. Đây, để mình lấy qua bên này, một ngăn. Đó, cái này là bằng sắt nha anh em. Nó sẽ không có tải được nặng như là tủ đồ nghề. Đó, nó sẽ không có tải được nặng như là tủ đồ nghề. Nhưng mà nếu mà so với tủ văn phòng của Việt Nam thì nó chịu tải hơn rất là nhiều. Và đặc biệt một cái nữa là anh em không có sợ nó bị mục, tại vì nó làm bằng sắt với bằng nhựa. Nhựa rất là dày. Cái phần bàn này là dày đúng như vậy luôn nha. Dày khoảng 3cm đó. Cái mặt bàn. Đúng rồi, mặt bàn dày 3cm. Rất là dày. Đó. Tại vì mình ngồi lên, ngồi ngay chính giữa ở đây luôn, là chỗ cho nó chịu lực yếu nhất. Thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới nhiều lắm. Cái cấu trúc. Đây. À. Đó, thì cái bàn này anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ tiện hơn, đỡ cái cước vận chuyển hơn. Ví dụ như anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ hỗ trợ là 100 ngàn tiền ba gác. Tại vì cái này thì chắc chắn là không thể chở xe máy được rồi. Đó. Ở bên ăn bên này thì nó sẽ bị cái nhược điểm là mình không biết cái này nó cấn cái gì. Tại vì cái ngăn này anh em mở ra hơi cuối hơi khó, anh em phải mở cái này nè. Đây, để mình quay qua. Anh em phải mở cái này trước nè. Mở cái này và anh em đẩy cái này. Đó. Anh em mới mở được nha. Đó. Chứ anh em mở không bình thường là không được. Anh em phải mở cái này trước nè. Ấn cái này ra đó thì anh em mới mở được. Giống như nó bị cấn cái gì đó mà mình thật sự mình không có biết. Cái tủ này thì nó của hãng Blue Tokyo Japan. Đây. Mình cái bàn làm việc chứ không phải cái tủ. Sorry anh em. Đây. Cái bàn làm việc nè, hiệu là Blue Tokyo Japan ha, tổng quan.
đó. Nói chung tụ này ok, không vấn đề. Anh em nào mà thực sự yêu thích đồ Nhật thì anh em có thể mua, chứ thực ra thì nhiều người sẽ kêu là mình bị khùng bán cái tụ mấy triệu, mà thực sự nếu mà sau ra cái tụ Việt Nam không có cửa ha. Tụ nếu mà xài bằng ván ép thì gặp nước trong cái môi trường ngậm thì nó sẽ dễ bị là tình trạng là nó dễ dẫn tới tình trạng ở mặt bàn nó hay bị bọ mục đó. Đây là ray bằng sắt và bên trong đó, cái này là bàn làm việc anh em làm việc văn phòng thôi nha, chứ không phải là anh em đè cơ khí ra anh em tán trên cái mặt bàn này thì không có được. Rồi bàn này thì mình bán với giá là 5,2 triệu. Nói chung là như nãy anh em thấy mình ngồi ngay chính giữa, mình nặng khoảng 65 kg, ngồi lên nói chung là không có xi nhê. Rồi xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo. Còn cái clip là hôm nay là clip thanh lý cho nó rộng chỗ để trả lại ha, trả lại kho thì tổng quan căn phòng của mình đó thì nó cũng khá là chật nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.